Xin chào các thính giả của Trà Đá Cùng Sao. Thưa quý vị, ca sĩ Đăng Khôi và bà xã, cựu người mẫu Thủy Anh mới đây làm tiệc kỷ niệm 10 năm cưới ở Vũng Tàu. Hãy cùng chúng tôi kết nối với Thủy Anh để lắng nghe cô chia sẻ về cột mốc 10 năm về chung nhà với ca sĩ Đăng Khôi, cũng như là quan điểm của cô về công việc, cuộc sống hôn nhân ở tuổi 38 nhé. Xin chào cựu người mẫu Thủy Anh. Xin chào Thiên Anh, xin chào tất cả các độc giả của báo Ngôi Sao.net. Thì anh rất là vui khi hôm nay được tham gia chương trình Trà Đá Cùng Sao và hy vọng chúng ta sẽ có buổi trò chuyện thực sự ý nghĩa với nhau. Việc tổ chức một đám cưới đồng thì có ý nghĩa như thế nào với gia đình chị ở thời điểm này ạ? Đối với Thủy Anh thì để hai người vượt qua mọi thử thách mà đến với nhau, có một đám cưới là điều mà ai cũng muốn chúc phúc. Nhưng để đi với nhau 10 năm, cả một hành trình nó không phải là dài nhưng cũng đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc, thì không phải là những cặp đôi trẻ ai cũng có thể làm được. Nên Thủy Anh ở trong một cái giai đoạn mà đối với mình cảm thấy mọi thứ nó rất là trọn vẹn, nên Thủy Anh muốn lưu giữ lại cái khoảnh khắc này. Tại vì thời gian sẽ ngày càng trôi nhanh hơn, chúng ta ngày càng già đi và chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được cái thời điểm 10 năm này. Nên Thủy Anh và anh Khôi quyết định làm một cái buổi tiệc để muốn mình dành những cái điều tốt đẹp nhất cho bố mẹ mình khi các cụ đang còn mạnh khỏe, có thể chứng kiến những giây phút hạnh phúc của con. Và thêm nữa là mình muốn tri ân, muốn gắn kết tất cả những người bạn, những người đã chứng kiến hành trình 10 năm của mình, ở bên mình, động viên mình những cái lúc mình gặp khó khăn cho đến ngày hôm nay. Nên là Thủy Anh và anh Khôi rất là quyết tâm để tổ chức một buổi này. Vợ chồng chị thì đầu tư chất xám cũng như là kinh phí như thế nào cho cái tiệc cưới trên biển lần này ạ? Ngay từ ban đầu thì mình không có ý định tổ chức một buổi tiệc ở trên biển. Ban đầu thì anh Khôi còn nói với Thủy Anh là ở cái giai đoạn này ấy, tình hình mọi thứ nó cũng đang rất là khó khăn và chúng ta chỉ nên là tận hưởng khoảnh khắc này chỉ hai vợ chồng mình với nhau thôi. Thế nhưng mà Thủy Anh cũng sực nhớ là năm nào thì Thủy Anh cũng nhận được cái sự quan tâm và sự yêu ái của anh Khôi là dành kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng ở những nơi mà chỉ có hai vợ chồng tận hưởng thôi. Thì Thủy Anh muốn là mình sẽ cố gắng hết sức để mang cái điều này, những cái khoảnh khắc hạnh phúc mình muốn chia sẻ cho tất cả những thành viên gia đình mình và những người bạn thân thiết của mình. Và một đám cưới hay một bữa tiệc ở trên bờ biển là mong ước của mọi cô gái, và biết cái điều đó nên anh Khôi đã quyết tâm giúp Thủy Anh thực hiện ước mơ của mình. Và mình cũng muốn là mọi thứ mình có thể làm để nó tinh giản và tiết kiệm nhất. Cũng rất là vui khi những người bạn của anh Khôi và Thủy Anh thì họ cũng là những người mà sẵn lòng giúp đỡ mình, mỗi người một tay để thực hiện được một cái bữa tiệc ở trên bãi biển mà đúng là đối với Thủy Anh là trong mơ. Nếu mà không có dịp 10 năm này thì có lẽ cả cuộc đời mình không có cơ hội nào để có thể tổ chức lại được. Cái kỷ niệm mà chị nhớ nhất trong cái đám cưới đồng của mình là gì ạ? Khi mà Thủy Anh thực hiện một cái buổi tiệc này thì Thủy Anh muốn là không chỉ bản thân mình, không chỉ những người chứng kiến mà tất cả khán giả đã yêu mến gia đình Đăng Khôi Thủy Anh, họ cũng sẽ cảm nhận được hết những tâm tư tình cảm và những cái hành trình mà mình đã trải qua, có niềm vui, có những giọt nước mắt của 10 năm qua, và Thủy Anh đã gửi gắm rất nhiều vào trong cái kịch bản chương trình ngày hôm đó. Thì rất là hạnh phúc khi các em nhân viên của mình là những người sát cánh đồng hành cùng với Đăng Khôi Thủy Anh hàng ngày luôn, và các em thức trắng đêm cho đến 6 giờ sáng để hoàn thành ra những cái thước phim mà ghi lại hành trình 10 năm của mình. Lần nào thì anh ngồi xem để duyệt cũng đều rơi nước mắt hết. Mình cảm nhận được là những cái gì mình trải qua, những cái người sát cánh ở bên mình, họ đều thấu hiểu và họ rất là yêu thương mình. Mặc dù tổ chức ở Vũng Tàu mà vào cái ngày mà thứ hai thì không phải là ngày nghỉ của mọi người, nhưng những người thân thiết nhất của Thủy Anh và anh Khôi đều dành thời gian ở bên cạnh mình. Có những người mà họ bay từ nước ngoài về ngay trong buổi chiều ngày hôm đấy, chỉ dành 2 tiếng ở bên gia đình Thủy Anh, và họ lại bay trở lại nước ngoài luôn. Nên là Thủy Anh vô cùng trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho mình. Nên đó là những cái khoảnh khắc ý nghĩa mà mình cảm thấy là 10 năm qua cuối cùng vợ chồng mình cũng đã nhận được. Trong đám cưới đồng thì chị cũng như là anh Đăng Khôi thì khiến các khách mời rất là bất ngờ khi tặng bố mẹ một căn nhà được hai vợ chồng bí mật xây dựng. Vậy thì vì sao mà vợ chồng chị lại có cái kế hoạch này ạ? Khi Thủy Anh và anh Khôi bàn với nhau là mình sẽ làm cái điều gì đấy để không chỉ bản thân mình mà bố mẹ, gia đình mình đều sẽ ghi nhớ, và mình
trở lại khoảnh khắc của 10 năm trước khi tổ chức đám cưới, thì trong đám cưới bố mẹ luôn luôn dành cái sự yêu thương và mọi những cái quan tâm dành cho người con gái, người con trai của mình chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời. Thì tức là ông bà đã dành những cái gì mà quý giá nhất để gọi là hồi môn lại cho các con và tặng quà cưới cho các con. Nhưng thì anh và anh Khôi muốn khoảnh khắc sau 10 năm thì cái việc báo hiếu, việc tặng quà sẽ là từ các con dành cho bố mẹ. Tại vì trong 10 năm qua, bố mẹ là người mà ở bên cạnh mình cùng chứng kiến những cái sóng gió mà cuộc sống hôn nhân của mình trải qua, và cho mình những cái lời khuyên, những lời động viên và cái sự tin tưởng tối đa. Và thì anh nghĩ là mình có được ngày hôm nay là nhờ một phần rất là lớn công ơn của bố mẹ. Đây là một cái dịp tuyệt vời nhất để mình báo hiếu cho bố mẹ. Mình muốn dành cho bố mẹ một ngôi nhà thật là đẹp, thật là khang trang ở ngay gần nhà mình, để sẽ cả đại gia đình sẽ có nhiều những cái khoảnh khắc ý nghĩa, hạnh phúc, những tiếng cười, niềm vui cùng với bên nhau mãi mãi về sau nữa. Thì đó là tâm nguyện của anh Khôi và Thùy Anh. Một số khán giả thì nhận định là các tiệc cưới, đám cưới trong showbiz hiện tại, đây chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Nhận xét là đa phần là cuộc đua làm hình ảnh của các cặp sao. Vậy thì với cái nhận định này thì chị có cái quan điểm như thế nào ạ? Thùy Anh nhận thấy đời sống của nghệ sĩ đã là một cái sự chú ý của khán giả và có một sức hút rất là riêng. Bất kể đám cưới nào thì công chúng cũng rất đều quan tâm cuộc sống của cô dâu chú rể về sau này như thế nào, hay là những cái hình ảnh mà họ mang đến cho khán giả của những ngày đám cưới đấy ra sao. Bản thân nó đã có một cái sức hút rồi, thế nên là việc người nghệ sĩ tận dụng những cái dịp quan trọng của cuộc đời để thể hiện, để show ra cho khán giả biết là chúng tôi cũng có được những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ, những hình ảnh rất là đẹp. Và thực sự cũng không cần phải là người nổi tiếng, mà bất kỳ ai trong cuộc đời này, đối với họ là cái ngày cưới là cái ngày vô cùng trọng đại. Đối với người con gái thì họ luôn luôn muốn là họ là người đẹp nhất trong ngày hôm đó, và người chú rể họ cũng muốn là họ sẽ là một người bảnh bao mà được tất cả mọi người khen ngợi trong ngày hôm đấy. Thì việc mà người nghệ sĩ họ cố gắng hết mình để mang lại những cái hình ảnh thật là đẹp trong lễ cưới của họ để công chúng được chiêm ngưỡng và gửi lời chúc phúc, thì anh nghĩ đó là một cái quyền chính đáng. Nhưng mà tùy thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh của từng cặp đôi, họ có thể làm có những buổi tiệc nó nhỏ thôi nhưng mà nó mang tính chất là vô cùng ý nghĩa, có điểm nhấn chẳng hạn, nó cũng mang lại những cái cảm xúc rất là tích cực. Nhưng có những người họ muốn là họ để dành tất cả mọi thứ để bung hết cho cái ngày trọng đại của mình, thì họ có quyền làm một cách hoành tráng hơn. Và suy cho cùng thì nó là một cái điểm nhấn thôi, còn cái việc mà để đánh giá được có gì tốt hay là không tốt thì nó là cả một cái chặng đường phía trước họ chứng minh cho chính bản thân họ và chứng minh cho những người xung quanh, các khán giả của mình. Chúng tôi dù làm giản đơn hay làm hoành tráng thì đến cuối cùng chúng tôi vẫn rất là hạnh phúc bên nhau. Thì khán giả nào thì anh nghĩ là khán giả nào cũng sẽ ủng hộ thôi, chứ không chỉ đơn thuần là làm cho hoành tráng rồi mình cũng không có được những cái tốt đẹp về sau. Thì đấy là, thì anh nghĩ là đấy là quan điểm của từng người. Chị cảm nhận là tình yêu của mình và ông xã Đăng Khôi thì thay đổi như thế nào sau 10 năm kết hôn ạ? Thì anh thực sự khi mà bước chân vào Sài Gòn để theo anh Khôi thì là một cái quyết định rất là táo bạo. Vì 10 năm trước mình không biết là mình quyết định đúng hay là sai. Nhưng bây giờ thì anh đã có câu trả lời rồi. May mắn nhất cuộc đời của Thùy Anh đấy chính là được làm vợ của anh Đăng Khôi. Và tất cả những gì mình nhận được đấy là sự yêu thương, sự thấu hiểu, sự quan tâm và dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bản thân mình đến từ anh Khôi. Và thì anh nghĩ là để được như thế thì tất cả những cái gì mình cho nhau đã được chứng minh bằng những cái thời gian, những cái trải nghiệm, rồi những cái khoảnh khắc mà từ niềm vui đến nỗi buồn, để cho đến được ngày hôm nay thì mọi thứ đối với thì anh là nó rất là viên mãn rồi. Mình không có một cái suy nghĩ gì mà mưu cầu lớn lao hơn cả. Thông thường thì ông xã chiều chuộng và yêu thương chị như thế nào ạ? Ở những cái khoảnh khắc đời thường ạ? Anh Khôi là một người cực kỳ tâm lý và anh ấy thích kiểu chăm sóc người khác ấy, kể cả những cái việc nhỏ nhất.
ví dụ như là có những cái đồ ăn ngon thì trên bàn ăn là luôn luôn anh ấy gắp mời bố mẹ, rồi gắp cho Thủy Anh, rồi gắp cho các con của mình. Mình nhìn thấy ở đấy cái hình ảnh người đàn ông vô cùng ấm áp, và mình cũng muốn là các con mình nhìn thấy bố Đăng Khôi như thế, các con sẽ sau này cũng sẽ trở thành những người đàn ông rất là trách nhiệm và ấm áp như vậy. Ngoài cái tính cách trách nhiệm và cái sự ấm áp thì điều gì ở ông xã khiến cho chị thích nhất ạ? Anh Khôi đến bây giờ hai vợ chồng vẫn cứ ví von là tại sao mình yêu nhau. Thực ra là mình đã có 18 năm yêu nhau rồi mà tình cảm chưa bao giờ nó vơi đi cả, mà ngày càng gắn bó yêu thương nhau nhiều hơn. Lúc nào cũng cảm giác cái cảm xúc mình yêu như ngày đầu ấy. Thì cái mà Thủy Anh và tính cách mà Thủy Anh thích nhất là anh ấy có rất nhiều cái mà vẫn giữ được cái nét hồn nhiên cho đến bây giờ. Ví dụ như là một số thói quen thì là có vẻ là không có tốt lắm, ví dụ ăn hạt hướng dương, rồi chơi những cái lúc chơi với con thì anh trêu là ôi nhà không phải là mình giống như là kiểu mình có ba đứa con ấy, nên là rất là hồn nhiên. Và những cái khoảnh khắc đấy thì anh càng yêu anh Khôi hơn. Nhưng ở những cái việc quan trọng cần có sự quyết định thì anh Khôi là một người vô cùng bản lĩnh. Thì lúc đấy là thì anh nhìn thấy rõ cái người đàn ông trong anh Khôi, và đó là cái điều mà thì anh cực kỳ ngưỡng mộ và khâm phục. Chị từng thừa nhận là mình ghen nhiều hơn chồng, vậy làm thế nào để anh chị tin tưởng lẫn nhau trong cuộc sống? Đúng là người ta bảo con gái thì kiểu hay ghen rồi hay thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Thì anh và anh Khôi từ năm 2005 đến 2009 là khoảng thời gian yêu xa, và mình yêu xa nên cái lòng tin của mình nó rất là bấp bênh. Hai người xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, nghi kỵ lẫn nhau. Và đỉnh điểm là cuối năm 2008, đầu năm 2009 là Thủy Anh và anh Khôi đã chia tay nhau rồi. Và cả hai đều cho nhau những cái mối quan hệ mới để mình biết được là mình có thực sự cần người ấy ở bên cạnh không. Thì cuối cùng đến đầu năm 2009 hai người đều cảm thấy rằng là đây mới là chân ái của mình. Mình quyết định quay lại với nhau, và anh Khôi đã cầu hôn Thủy Anh, đưa Thủy Anh vào Sài Gòn. Thì Thủy Anh nghĩ rằng là dù mình ở xa hay gần thì cái niềm tin, sự tin tưởng là vô cùng quan trọng. Cho đến bây giờ thì dù có những lúc mà Thủy Anh phải đi công tác xa hay là anh Khôi phải đi diễn xa nhà, thì cái niềm tin nó là điều quyết định cho cái việc mà mình có thể duy trì cái mối quan hệ này không. Và Thủy Anh nhận được là một cái niềm tin tuyệt đối từ anh Khôi, và Thủy Anh cũng tin tưởng anh Khôi tuyệt đối. Còn cái câu chuyện mà ghen ở đây ấy, thì là có những cái rất là buồn cười là Thủy Anh hay bị mơ mình bị mất chồng hay chồng ngoại tình. Không hiểu sao lại như thế. Sau là một ngày tỉnh dậy là mình nhìn chồng bằng ánh mắt thỉnh viên đạn, là anh Khôi biết là có điểm không lành rồi. Đôi khi có những cái sự ghen tuông vu vơ mà nó không đầu không cuối như vậy, thì cũng là một cái lời nhắc nhở để hai vợ chồng cảm thấy là mình càng phải yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn. Đừng để những cái cảm xúc tiêu cực nó chiếm lấy cuộc sống của mình. 18 năm yêu rồi 10 năm chung sống, chị Thủy Anh thì thường thừa nhận rằng là cả hai thì cũng sẽ có những cái lúc mà số bát số đũa ấy. Vậy thì vợ chồng chị thường chọn những cái cách gì để giải quyết những khúc mắc trong hôn nhân ạ? Thì anh và anh Khôi có một cái quy định, đó là dù cuộc tranh luận, cãi vã hay mâu thuẫn có giận hờn đến đâu thì nó sẽ không được kéo dài quá một ngày. Tại vì những cái dồn nén mà nó không được giải quyết nhanh chóng, nó sẽ tích tụ trở thành những cái khắc khoải lâu ngày. Và đấy là cái nguyên nhân khiến vợ chồng ngày càng cách xa nhau hơn. Thế nên là dù đúng hay là sai, hai vợ chồng sau khi tranh luận cãi nhau một ngày cũng đều phải ngồi lại với nhau và đối thoại trên tinh thần tích cực nhất. Và đúng sai nó không còn quan trọng nữa. Mỗi người nhường đi một bước, chồng cũng mở lời xin lỗi vợ và vợ cũng mở lời xin lỗi chồng. Thì anh nghĩ là mối quan hệ nó mới được cải thiện và ngày càng vững bền được. Theo chị thì điều gì giúp cho chị và anh Đăng Khôi giữ hôn nhân hạnh phúc 10 năm qua? Điều mà giúp thì anh và anh Khôi hôn nhân hạnh phúc suốt 10 năm qua thì đầu tiên mình phải nói đến là hai người thực sự phù hợp với nhau, đã tìm được nhau. Còn nếu mà hai tính cách nó trái ngược hoàn toàn ấy thì anh nghĩ là sẽ không thể nào yêu nhau lâu được đâu, chứ đừng nói gì đến việc kết hôn. Và trong cái quá trình mà mình xây dựng cuộc sống gia đình thì mình có sự thông cảm thấu hiểu nhau rất rất nhiều.
Khi mà anh Khôi quen Thủy Anh ấy là Thủy Anh yêu một ca sĩ bố mẹ đã ngăn cản rất nhiều. Tại vì ngày xưa các cụ có quan điểm là sướng ca vô loài, là tức là người nghệ sĩ họ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cái đẹp và họ có nhiều không gian để nảy sinh các mối quan hệ khác, nên bố mẹ thì anh không có nhiều niềm tin với anh Khôi. Nhưng những gì anh Khôi chứng minh trong suốt khoảng thời gian mà yêu Thủy Anh đã khiến bố mẹ rất là xúc động, quyết định cho Thủy Anh theo anh Khôi mà chưa lúc đó chưa hề có một đám cưới. Mình vào Sài Gòn đăng ký kết hôn là năm 2009 và đến năm 2013 thì hai vợ chồng quyết định tổ chức đám cưới đấy chứ. Thế nên là thì anh nghĩ là dù thời gian có ngắn hay dài thì cả hai người đều rất là trân trọng, yêu thương, dành hết tất cả sự hy sinh cho nhau thì tình yêu ngày càng vững bền hơn. Anh chị thì có những cái kế hoạch cũng như là định hướng công việc như thế nào trong thời gian tới ạ? Đối với anh Khôi và Thế Anh thì gia đình là ưu tiên hàng đầu, nên dù mình có làm bất cứ việc gì, mình vẫn dành nhiều thời gian nhất dành cho bố mẹ và con cái. Tại vì bố mẹ thì ở ngưỡng Thủy Anh và anh Khôi đã là 40 rồi, thì bố mẹ cũng rất là nhiều tuổi. Và một năm vừa qua thì anh chứng kiến đi sự mất mát của người bố ruột của mình. Thế nên Thủy Anh và anh Khôi rất trân trọng khoảng thời gian mà khi bố mẹ đang còn khỏe mạnh, muốn dành hết tất cả những gì tốt nhất thì bố mẹ có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc từ đây về sau. Và thứ đến là sự quan tâm và phát triển dành cho con cái của mình. Tại vì đối với Thủy Anh thì con có đi học hay là dành nhiều thời gian để rèn luyện thì cũng không thể nào bằng bố mẹ dành hết thời gian cho con để quan tâm và đồng hành cùng con. Và sau đấy thì anh Khôi và Thủy Anh đều là những người mà rất là thích làm việc, nên từ trước đến giờ hai vợ chồng cố gắng làm việc, phấn đấu và để gây dựng sự nghiệp đến bây giờ thì chưa có một ngày nào là lười biếng cả. Nên cái câu chuyện công việc thì nó vẫn là vận hành tiếp diễn. Và anh Khôi thì anh cũng rất là vui mừng khi mà ủng hộ được anh Khôi, và anh Khôi đã quyết tâm trở lại với sản phẩm âm nhạc. Và các bạn chứng kiến là ngày 23 tháng 11 này là một cái sản phẩm comeback của anh Khôi, bài hát Vì Gặp Được Em. Comeback của anh Khôi là ngày 23 tháng 11 này, và MV sẽ được phát hành vào đầu tháng 12. Là một cái MV rất là dễ thương, ghi lại những cái hình ảnh ý nghĩa của gia đình đang Khôi Thủy Anh trong cái buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới vừa rồi. Và sau đấy nữa là một cái kế hoạch dài hơi cho một năm tới, khi mà sức khỏe của bố mẹ, gia đình hai bên đã ổn định và Thủy Anh và anh Khôi dành được nhiều thời gian hơn cho âm nhạc, thì anh Khôi quyết định làm cái mini album, trong đấy là sẽ remix lại những cái bài hát đã từng hit của anh Khôi. Để tại vì hàng ngày thì anh và anh Khôi có những video hài ở trên TikTok ấy, thì vẫn nhận được rất là nhiều tin nhắn và comment của các bạn là nhớ thanh xuân của chúng em là anh Đăng Khôi, rồi nhớ bài Cô Bé Mùa Đông, Tình Là Ánh Sao, Thiên Đường Vắng Em, là đọc những cái comment như thế thì cái tình yêu âm nhạc của anh Khôi lại rạo rực lên. Nên thì anh nghĩ là đây là cơ hội rất là tốt để anh trở lại với âm nhạc, với đam mê của anh. Cảm ơn những chia sẻ của cựu người mẫu Thủy Anh ngày hôm nay. Thiên Anh thay mặt độc giả của báo Ngôi Sao thì xin chúc vợ chồng Thủy Anh Đăng Khôi sẽ ngày càng hạnh phúc vững bền, và anh Khôi khi mà trở lại với âm nhạc thì sẽ đạt được nhiều những cái thứ hạng mới trên các bảng xếp hạng âm nhạc cũng như là tình yêu thương của khán giả nhé. Cảm ơn Thiên Anh rất là nhiều, cảm ơn báo Ngôi Sao.net đã cho Thủy Anh cơ hội được trải lòng với tất cả các độc giả của Ngôi Sao.net. Và Đăng Khôi Thủy Anh luôn luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm mà các khán giả dành cho gia đình mình. Và Đăng Khôi Thủy Anh có được ngày hôm nay là một phần rất lớn nhờ sự yêu thương, sự ủng hộ của tất cả các khán giả. Và mình cũng rất là muốn lan tỏa tất cả những cái hạnh phúc, những cái sự tốt đẹp của gia đình mình để trao những cái năng lượng tích cực cho tất cả mọi người, để chúng ta ai cũng là những người hạnh phúc. Mỗi gia đình đều là một gia đình hạnh phúc thì tất cả xã hội của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Xin chào ạ. Xin chào mọi người.